bị thoát vị đĩa đệm, cột sống cổ, cột sống lưng thầy. Rồi. Dạ. Đúng đó. Em bị là chứ đừng có đề em bị thầy đâu bị tính đẩy vào thầy thì sao dạ, nó đau đây nè thầy rồi được rồi L5X1 rồi C5C6 rồi giờ cúi xuống đứng dậy coi sao nó đau thầy đau dữ lắm rồi rồi cúi như bài gì nãy vậy để coi cúi như này đó không á ông cúi đừng coi chân đó tại mày làm dưới ớn không thắng chân được hả à rồi cái tay đang sao lên coi nó đau rồi quay lưng thôi bây giờ hai cái tay này cái chân này chỉ mọi người nhìn cái lưng chỉ nha đây nè mọi người thấy công không thấy không hồi xưa giờ vậy là mới đây mọi người thấy nè không thấy cái lưng công không nè quay kỹ lên này để chút xíu cái này mất công nha bây giờ mất cái đường cong lả lướt này mà có gì không giống như chị kia chỉ nằm không được bây giờ nằm được nữa đúng không đấy rồi bỏ tay ra sát vô rồi sát tới đó thôi ok đổi tay này rất khó đúng không ok được rồi giờ tôi giờ xử cho chị nha rồi đứng yên qua đây cái quan trọng là cho chị này thẳng cái lưng ra chứ cái kiểu này là không được đúng không hả hồi sáng giờ khóc nè vì đau á à, nhưng nếu mà bữa nay mà tôi không chữa thì thôi đây không biết mà mềm tay ra mềm cái tay mềm ra đó buông vậy ra khóc biết giờ là từ khi đã nhìn cái khóc rất là biết nè. Dạ, uống thuốc tay xong nó đau tỉnh rồi chữa. À, uống rồi chữa bệnh rồi chữa biết rồi uống bao bột thử luôn. Ấy thành nó là thiếu nữ lưng gù rồi đó. Thấy không? Uống thuốc giảm đau đi, không hết. Ồ, đây nè. Ê. Yeah. Ồ. Rớp, xương khớp rớp. Rồi, sao đây? Nhẹ hơn chút nha. Rồi nằm xuống. Đầu quay đây. Rồi nhấc lên. Chị nhanh nhẹ. Sáng nay gặp bò lá liễu không? Mấy? 37kg là hả? Rồi. Làm đơn rồi phải không? Không còn gì để mất phải không? Giữ chắc nha. Đó, mọi gì đi. Thế mình mỗi lần ké xuống mình điện cho mặt cơ còn sống không? Đừng yên, nằm yên. Rồi, nói đi. Sao rồi? À, còn đau đau ở giữa phải không? Rồi, quay vào đây. Có quay vào đây nè. Đây đây nè. Rồi xích qua lên tí xíu. Đó, đúng rồi đây. Ở đây đúng không? Ở đây nghe đây phải không? Rồi, ok. Xích ra đây tí xíu. Ok. Quay qua rồi đúng rồi rồi sao rồi còn đau không hả hết rồi hả ok bỏ chân xuống bỏ chân xuống
Đó, vậy rồi ha, ok. Nó thẳng, nó thẳng. Nó thẳng người, thẳng người. Thẳng người đó. Rồi tiếng gì? Rồi tiếng đây bước lên nè. Rồi. Lưng cô lưng nha. Lưng thẳng rồi nha. Rồi bây giờ ngồi xuống đứng dậy coi. Rồi đứng dậy. Ê là tại vì nãy mình chữa đó, nó ê, nó động vô chứ không phải, cái đó ổn rồi, nó khỏe rồi, nghe thì khỏe rồi. Chỉ cái quan trọng là cái lưng không có còn cong nữa nè, mọi người nhìn nè, cái lưng ngon lành chứ. Bạn có thấy cái lưng mình nghe lên không? Có rồi hả? Rồi nói gì vậy? Thôi 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 thôi. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.